giờ nó bắt ra làm chuyện này biết giờ sao không? Đây, trò có gì trò đây? Cho hai ông chơi hết. Gõ tới bên kia. Đây, tôi chọn lựa. Biết làm gì không? Bây giờ hai ông thi đập cái trứng này nè, vô trong từng chén, một rổ là 25 trứng, đây là 50 cái chén đúng không? Đập vô ai đập xong trước 25 chén thắng. Nhưng rớt cái chén xuống đó, phải một cái này cũng thua luôn. Bây giờ nếu mà chơi như vậy không mà thắng thua biết làm để làm gì, bây giờ thằng nào thua thì nó đi uống rượu nếp đi. Uống bằng cái chén luôn. Nếp cò đen uống bằng một cái chén. Đâu đường mẫu coi đường mẫu coi. Này xuống đây đi. Đây. Mày cái tao cái. Là thua là uống lại chén này. Thằng nào thua cái chế nguyên này chén này uống hết nguyên chén thôi. Ok. Chơi không có la nha. Em nói action một cái là bắt đầu nha, hai ông chuẩn bị tư thế đi ha. Cái này không cài gì nói cho mọi người nha. Anh em ơi, hôm nay là nó kêu hột gà gì không biết, thấy nhỏ nhỏ này cái hột gà lộn. Gà baby, ba hột gà lộn, hột gà baby nha anh em à. Hôm chắc nay là mỗi thằng ăn 25 cái trứng. Hồi đưa lên đại tôi lên hay gì vậy? Ăn làm gì mà có hột gà lộn. Cái này là đồng quyền. À nhiều khi mở tủ lên để lấy mấy hột gà lộn, gà che lộn chết luôn đúng anh em ơi. Vô vấn đề chính đi, hai ông rửa sọn trên đi. Để mở ba bắt đầu nè, lụm này cao chứ gà chồng đó. Tao mà đập ra thấy cái con gà mà bấm bấm cam mình chết với tao. Rồi, ok. Được chưa? Phải từ từ nha. Điểm thế đi sao? Rồi quất quất ơi. Điểm đi. Đi. 1 2 3. Chồng ơi, cứu lên. Chồng ơi, cứu lên. Trời ơi, nhìn thấy tao biết nghi nghi cái kẹo tôi biết thua chắc rồi. Thua chắc nè. Thằng này. Ông phải đi ngược tay. Thôi thôi, khỏi đi, khỏi đi. Ông cửa nẻo khỏi đi, đừng đừng có nói ngược tay, đừng nói ngược tay để làm gì hết á. Hồi xưa tao bán cái lộn tông bên hông chợ lớn á là tao làm này. Đây bán kiếm hiệp ở bên trong phim kiếm hiệp á. Thôi khỏi luôn đi. Anh đang chậm hơn một trứng rồi kìa. Không được, không được cái mỏ á, mạng cũng hay xài vỏ mồm lắm. Bên đây là chiên đập trứng hột gà để ướp ra đồ sáng cho con mà. Trời ơi, văng. Văng, cái gì tao văng tao bưng tay chạy ta chứ. Trời ơi. Người ta mới làm cho bưng tâm ở chồng á. Hay chồng đứa đánh trống giữa hội kèn thiệt chán thiệt chứ. Nổi đâu, hồi xưa mình là cái nghề của mình mà. Anh em thấy tôi đập là anh em thấy. Từ từ cho nó còn nước thế chứ. Còn nước mà chứ ai có lấy nước của nó bao giờ đâu. Cái này nó chỉ đứa gì không chịu nổi tao đâu, bú sữa gì. Kêu đại ca ông xuống đây, kêu đại ca 250 kg của ông xuống đây cho ăn hột gà lộn. Mày chờ đi tao đây. Đó, cho đại ca 250 kg cho mày. À để hả, mà tại chạy xem được cái đại ca. Anh dắt cái nước đó để. Anh dắt hết luôn, anh dắt kiết nước luôn. Bạn anh dắt kiết nó chỉ chờ anh rớt cái chén thôi chứ không cửa nẻo là chịu nổi anh. Thằng này nó chỉ muốn sữa thôi. Anh còn có 4 cái trứng nữa được rồi. Không lẽ giờ ngồi chơi chứ không lẽ ngồi búng khung chứ. Ủa quỷ bây giờ nhanh như vậy. Vợ ổng bây giờ ra. Cái này nãy giờ con vợ nó làm phân tâm mình bởi vậy đúng rồi bởi vậy. Kêu là hay lắm, xong rồi đó. Giờ lao, lao. Okay. Lao. Anh ơi, anh có y không có ngủ danh phương. À, y không có ngủ. Anh có ngủ sẵn cho giống như đá banh mình tới khung thành cái giờ đứng chờ để suốt. Ủa sao vậy á? Ủa gì nãy là điếm lỗ của tao rồi mày ơi. Mày đâu lao mà điếm lên chén này. Ông tính theo chén mà bạn. Mày xuống đại luôn đi. Thôi đất ngủ, ngủ đâu. Hết chưa? Trời, không chơi phải quân tử còn hai cái ba cái làm luôn chứ. Được các bạn gì? Cứ ngộ lắm mấy người nào mà thể hiện ra bắt đầu là ta thắng chắc là giống như xài vỏ mồm á. Không phải đâu anh em ơi, chơi gì đâu mà thằng chồng ngồi chơi con vợ ngồi kích kích mình nói chuyện tào lao mí lao để cho mình phân tâm. Chơi vậy mà cũng chơi được. Rồi tao uống cái này vô rồi họ bắt tao quay quay hết cái mặt tao hình như là gà nồi luôn cho coi. Uống đi uống đi uống cái đi. Ở đó mà chấp 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 chấp. Ra đi để đưa cho. Nè tay giơ cũng dính đi ngon lắm. Tí nữa mình nướng cái này căng nướng ngon lắm. Được anh em. Rồi. Đúng là anh em tình cảm đông đầy, rót ly này nhóc không có chịu. Ừ. Giật bạn mình không dỗ. Coi chừng cái mâm mới ra. Gớt, gớt dưới kìa. Nước cay mà cố luôn trời ơi. Rồi, anh em ơi. Trời ơi, phê quá anh em ơi. Giờ sao nữa? Bây giờ là à, giờ là tao uống xong rồi còn mày mày ăn hết 50 trứng đúng không? Bậy bậy. Kìa. Giờ mình bỏ topping vô rồi mình bắt đầu nướng. À, trời ơi, vô nè. Ok luôn anh em ơi, bây giờ bỏ topping vô nướng nha. Không không rồi. Xong rồi. Anh em chờ tiếp cái kèo là hai thằng ăn đua 10 trứng nữa cũng được. Uống qua cái chai rồi mày luôn này. Ờ gỡ lại, các bạn gỡ lại. Nửa với hồng nha. Rồi okay. Ok luôn anh em, chuẩn bị vô nha.